Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của ngày chủ nhật nha. 23 tháng 7 tối chủ nhật nha anh em. Hôm rồi là em lên cái top 5 con á, nhiều anh em bắt hụt, anh em cũng dặn dò nhiều quá. Rồi em sẵn đây em lên clip cho anh em luôn. Lên tụi này là 1 tháng rưỡi nha anh em. Em cũng tính giá 1 tháng thôi để cho anh em bắt những anh em nào mà bắt hôm rồi bắt hụt đó thì bắt ha. Rồi em vẫn tính giá là gà 1 tháng nha anh em, 300 một con ha. Clip này có tất cả 14 con nha anh em. Anh em nào có mến thì alo em, cứ 300 một em ha. Anh em nào mà bắt tầm 5 con trở lên thì em bao phí ship tất cả mọi miền cho anh em luôn ha. Chống mái đầy đủ nha anh em. Chặn mấy con này là trên 3 kg hết gà trống nha. Gà mái tầm từ 1.8 kg tới 2 kg, 2.2 kg nha anh em. Tùy tay của anh em nuôi ha. Rồi, anh em nào có hụt hụt đó, hôm bữa rồi mà bắt hụt tiếc nuối đó thì đợt này còn đẹp hơn nữa. Đẹp hơn cái đợt vừa rồi nữa nha. Cao lớn ký, dáng dọc dài, cơ bắp nha anh em. Rồi, chào anh em nha.